chín đấy, ý là gọi là lớp chín thôi chứ còn lấy qua một để đi mua sang kênh cắt đi tí mà kêu xe ba gác vô trở về luôn đi thôi em đủ giờ mà chờ đợi nữa xe tọt nó chở luôn được mấy tải hết chở cái đi này có cắt rồi ai xuống nhà y tết luôn chứ là cái đây này hồi nào là tụi anh cắt được mấy nãy là em thúc ăn nữa mà dẫn em vô thúc thầm cái gì vậy bồng đi bồng nó mắt heo á sao đâu mà bồng hay xíu anh bồng cho anh quay xíu anh bồng cho ui cây này trái to lên ta đi cẩn thận nha đi đâu đi đâu đi hái sầu riêng đi hái sầu riêng đi đâu đi chăm sóc đi coi sầu riêng đi coi sầu riêng quả như vậy mà bây giờ gõ vô nó hộp giống như chín rồi thì mà cắt cái gì cắt nó trắng bóc cái làm gì thiếu nước người gọi là ai cắt là trắng thôi ghê cắt thì thiếu nước anh nó hộp rồi nó thiếu nước mà thiếu nước phải có nước đột ngột đúng không giờ có nước đấy mà tưới mà tay thì hết luôn á không có đổ ra phải tại tại biết sao không đổ không cái này đi coi sầu riêng coi được đi cắt lùa luôn chính cho em này phân thuốc thì